Xin chào các bạn, hôm nay họa cụ Banda Art xin giới thiệu với các bạn mô hình người gỗ, hay còn gọi là hình nhân tạo dáng. Hiện tại thì bên shop đang có 3 size. Size lớn nhất là cao 30cm, size tiếp theo là 20cm và size nhỏ nhất là 15cm. Rồi bây giờ thì mình sẽ khui size lớn nhất trước. Mô hình làm từ gỗ chắc chắn, dễ mang theo. Người gỗ có các khớp có thể tùy chỉnh các hoạt động, có thể giúp ích rất nhiều trong các lĩnh vực như là hội họa, nghệ thuật, thời trang. Rồi bây giờ mình sẽ khui hộp người nhỏ nhất nha các bạn, cao 15cm. Các bạn đang tập vẽ cần người khớp gỗ như thế này để tập vẽ đúng tỷ lệ, dùng để tạo dáng, để vẽ manga, truyện tranh, vẽ phác thảo vân vân. Hay đơn giản là để trang trí nhà cửa, làm đạo cụ chụp ảnh cũng rất xinh. Rồi các bạn xem là các khớp của người gỗ mình chỉnh rất là dễ dàng, hoàn theo ý muốn của các bạn. Rồi để bảo quản được lâu thì các bạn để nơi khô ráo và thoáng mát nha. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu tới bàn tay gỗ. Bàn tay mô hình gỗ thì hiện tại bên shop Banda cũng có 3 size. Size nhỏ nhất là 17,5cm. Size tiếp theo thì chiều cao của bàn tay là 25cm. Và size lớn nhất là 30cm.
Rồi, hôm nay thì mình sẽ khui 3 hộp có 3 kích thước khác nhau để các bạn xem kỹ về cái mô hình này ha. Mô hình bàn tay gỗ được sử dụng cho nhiều mục đích, như là tạo hình mô phỏng các tư thế của bàn tay, hướng dẫn cho trẻ nhỏ cấu tạo các khớp bàn tay. Các chi tiết nhỏ nhất được làm rất tinh tế và tỉ mỉ, mô phỏng một cách chân thật nhất về bàn tay con người. Các ngón tay dễ dàng co, gập, duỗi nhờ hệ thống khớp nối vừa vặn. Các ngón tay được tạo hình với tỷ lệ chuẩn xác cao, sinh động và tự nhiên. Bạn có thể sử dụng bàn tay gỗ nghệ thuật như một sản phẩm trang trí nội thất trong nhà, cửa hàng và sử dụng trong vẽ mỹ thuật. Mô hình bàn tay gỗ được thiết kế theo tỷ lệ của con người. Các khớp và ngón tay linh hoạt có thể tạo được nhiều mô hình khác nhau. Đây là sản phẩm ưu tiên hàng đầu của những bạn đam mê hoạt hình. Vì được làm từ gỗ có tông màu thanh lịch và đơn giản nên là một phụ kiện được trang trí trong nhà rất là độc đáo. Ngoài ra thì còn sử dụng làm đạo cụ chụp ảnh. Để bảo quản được lâu thì các bạn phải để nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ẩm ướt. Bạn nào yêu thích mô hình bàn tay hoặc là người gỗ, hãy nhanh tay đặt 1, 2, 3 hoặc nhiều hơn nữa.
xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào các video sau.